Thưa thầy, em bị mất gốc toán, nhưng 15 ngày nữa mới thi tốt nghiệp rồi thì bây giờ học có quá sớm không ạ? Quá sớm em ạ, nếu mà để 3 năm nữa em thi thì quá sớm luôn. Năm nay thi thì thôi rồi. Nha, thì thôi rồi em đi lấy vợ cho nhanh. Câu 1 nào. Câu 1. Cho M là nào, nhớ nhắc lại nội quy lớp mình này. Có 3 nội quy khi các bạn học ở lớp thầy. Thứ nhất là các bạn vào một cái là trả học phí cho thầy là một team hoặc là một thương thương, được chưa? Học phí thương thương thì nó bằng 3 lần học phí team. Rất yêu thương những bạn nào có thương thương. Cái thứ hai là gì? Là các bạn nhớ share để còn lưu lại buổi livestream, không đừng có inbox hỏi thầy livestream đâu. Ẩn đi bắt đầu rồi, các bạn cứ share về là nhận được. Và thầy sẽ tương tác với tất cả những bạn nào mà có chữ ở trên đầu ấy là người chia sẻ. Được chưa? Người chia sẻ trên đầu, các bạn hỏi câu gì thầy trả lời cho các bạn. Ok chưa? Thứ ba là khi thầy chữa các bạn nhớ comment đáp án cùng thầy luôn. Ok nhá. Nào, câu 1. Câu 1 cho M tập M có M 10 phần tử. Số tập con gồm 2 phần tử của M là gì? Nào, số tập con gồm 2 phần tử M là gì? Comment thầy đáp án xem nào. Câu 1 đáp án gì đây? Câu 1 đáp án gì? Tin rằng kiểu gì câu 1 ấy. Các bạn biết câu 1 bao nhiêu người sai không? Bao nhiêu người sai câu 1 không? Hơn 3.000 người sai câu 1 các bạn ạ. Thế mới khủng. Đấy, 3.000 người sai câu 1. Nào, câu 1 đáp án gì? Một đáp án gì? Đúng rồi. Một nó phải là B nhá. Một nó phải là B các bạn nhớ nhá. Bởi vì các bạn đơn giản ấy là mình có 10 phần tử. Tập con gồm 2 phần tử là mình chọn ra 2 phần tử trong 10 phần tử thôi là đáp án B. Nhớ chưa? Đáp án B. Rồi bạn đã comment đáp án B là các bạn thuộc phần những người thông khá là thông thạo về tổ hợp, chỉnh hợp, phân biệt được hai đẳng này rồi. Câu 2. Đặt log 3 của 5 bằng A khi đó log 3 của 3 trên 25 là gì? Rất đơn giản, phép chia các bạn được phép trừ thôi. Là log 3 của 3 trừ đi log 3 của 25. Mà log 3 của 25 ấy thì là 5 bình phương không? Chọn vứt cái thằng này ra ngoài chưa? Mà log 3 của A 3 là bằng 1 rồi. Thế 2 vứt ra ngoài thôi. Còn log 3 của 5 ấy để vào trong bằng A. Vậy thì là 1 trừ đi 2A. Đáp án B luôn. Ok chưa? 2B. Ok. Câu số 3. Câu số 3. Công thức nào sau đây đúng với cấp số cộng có số hạng đầu U1 và công sai DN lớn bằng 2? Thì các bạn có công thức là gì đây? UN, mình viết công thức này đúng một tỷ lần chưa nhỉ? U1 cộng N trừ 1 nhân D, đúng không? Đấy, đáp án gì em? Đáp án A nhá. UN bằng U1 cộng N trừ 1 nhân D. 5A. À 3A, quên mất. Câu 4. Cho lăng trụ tam giác đều có độ dài các cạnh bằng 3, thì thích khối lăng trụ đã cho là gì? Có các cạnh bằng 3, lăng trụ tam giác đều. Các cạnh đều bằng 3. Thì các bạn sẽ thấy ngay là cái đường cao cũng bằng 3. Đúng không? Cạnh đáy cũng bằng 3. Vậy thì suy ra thể tích của chúng ta sẽ bằng là chiều cao nhân cả diện tích đáy. Chiều cao bằng 3 rồi. Đáy các bạn cạnh là bằng 3. Diện tích của tam giác đều ấy, công thức là bằng cạnh bình phương nhân căn 3 và chia mấy? Chia 4. Vậy các bạn sẽ có 3 nhân mấy cả 9 là 27 nhân căn 3 trên 4. Vậy đáp án cần chọn là đáp án D. Easy game chưa? Easy game chưa? Rồi. 4D nhá, 4D, 4D. Các bạn nhớ xe về đi, xe về thật nhanh đi, lưu lại đi. Và nhớ trả phí nha. Câu 5 nào? Ủa 5, 5 hôm qua biết bao nhiêu người sai không? Câu 5 hôm qua là hơn 5.000 bạn sai. Hôm qua có một cái lỗi thầy cũng xin lỗi các bạn. Là thật ra không phải lỗi của thầy, đó là lỗi của Google. Các bạn nộp bài nhanh quá. Hôm qua phải có đến 15.000 bạn nộp bài, nhưng mà chỉ có hơn 12.000 bạn nộp bài thành công thôi. Nó có một cái là check robot. Nộp nhanh quá, nộp nhiều quá, cùng một thời điểm quá. Nó tưởng các bạn giống như kiểu là đi đốt ấy. Các bạn biết đi đốt không? Đi đốt, hack đi đốt ấy. Đấy, tấn công website Google, nhiều người gửi bài một lúc quá. Thế là mọi thầy đã để thời gian cho rất là thoải mái, gửi tận 15 phút rồi. Thế mà nó vẫn bị đi đốt, hôm qua rất nhiều bạn thi thử. Đấy, thì bạn nào mà bị robot thì thông cảm chút thầy nhá, không phải lỗi của thầy. Rồi. Năm gì? Năm gì đây? Đúng rồi, năm phải là đáp án D, các bạn nhớ này, năm phải là D. Hàm số f(x) đặt cực trị x0 thì f2' của x0 lớn hơn 0 và f2' của x0 nhỏ hơn 0, cái này là sai. Bởi vì f2' có thể bằng 0 được. Ví dụ như kiểu hàm gì em? Hàm trục vuông y bằng x mũ 4, đúng không? Nó có cực trị tại x bằng 0, nhưng mà f2' tại điểm 0 nó vẫn là bằng 0 thôi, không hề lớn hơn 0 hay nhỏ hơn 0. À sai.
B hàm số đặc của trị x0 thì f phải của x0 bằng 0. Cái này sai luôn. Bởi vì sao? Có những cái điểm x0 ấy mà f phải không xác định tại điểm đó nhưng nó vẫn là điểm của trị. Đó, bình thường, bởi vì y nó xác định tại điểm x0. C hàm số f(x) đặc cực trị x0 thì nó không có đạo hàm x0. Cái này là sai. Có thể có đạo hàm x0, đúng không? Một là f phải x0 bằng 0, hai hoặc là nó có thể không có đạo hàm, một trong hai trường hợp này cũng được nha. Đáp án đi. Rất đơn giản. Rồi. Hôm qua nhiều bạn tham gia quá. Câu 6 này. Câu 6 này. Trên đầu tại sao các bạn rất nhiều bạn đang comment nhưng trên đầu các bạn, trên chữ các bạn không có chữ người chia sẻ thì làm sao mà xem like được, hiệu quả được. Thì bỏ thế. Nguyên hàm của thằng này là gì? Nguyên hàm của 2x là x bình trên 2 này. Nguyên hàm của 2 mũ x là 2 mũ x trên gì em? Trên len, len 2. Quá đơn giản luôn. Vậy các bạn sẽ chọn được đáp án là đáp án gì em? Đáp án A đúng không em? Đáp án A. 6 sao lại B? Có phải đạo hàm đâu, có phải đạo hàm đâu. Nguyễn Trọng Đại, Đại ơi, để fan cứng của thầy, thầy sửa lỗi cho em luôn nhá. Đại nhá, em nhớ này, 2 mũ x đạo hàm là 2 mũ x nhân lên 2, nhưng nguyên hàm của 2 mũ x là 2 mũ x chia lên 2. Nhớ chưa? Đấy. Phương Anh fan cứng, Phương Anh có thấy trên đầu không? Của em là có chữ fan cứng cộng 1 không? Fan cứng lại, đã là fan cứng lại còn cộng 1 nữa, tức là đã chia sẻ rồi. Còn cứng của cứng luôn. Cứng cộng 1 luôn. Nào. Câu 7. Cho số thực x và y thỏa mãn x cộng với cả 2y cộng 3 cộng 4y đấy, khi đó giá trị x của y bằng gì? Các bạn cho phần thực bằng nhau thôi, x bằng 3 đúng không, y bằng chỗ này đúng không, 4y bằng 2 nên y các bạn bằng 1 phần 2 thôi nhỉ. X bằng 3, y bằng 1 phần 2, đáp án gì đấy? D đấy, 4y bằng 2 mà. Đáp án D, 7D. Câu 8. Câu 8. Cho hàm số y bằng fx có bảng biến thiên như sau. Được chưa? Bảng biến thiên như sau. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? Hàm số nghịch biến trên khoảng từ trừ 1 đến 1, trừ 1 đến 1 nghịch biến chuẩn luôn rồi. Đúng không? Không phải nghĩ ngợi, đáp án A luôn, nghịch biến. Ok nhá. Câu số 9 này. Câu số 9. Rồi, hello các bạn. Cho hình nón có đường cao và đường kính đáy cùng bằng 1 và cùng bằng 2. Cắt hình nón bởi mặt phẳng hoa trục thiết diện. Diện tích thiết diện là bao nhiêu? Thì diện tích thiết diện của các bạn là một tam giác cân thôi, đúng không? Như này này. Đó. Thì bây giờ chúng ta đã có đường cao ấy là bằng số 2 rồi. Thì diện tích là một tam giác là 1 phần 2 đường cao. Đường cao chỗ này này. Đường cao bằng 2 nhân với cạnh đáy. Cạnh đáy chỗ này người ta cho các bạn là đường kính đáy là bằng 2 nốt. Vậy cạnh đáy cũng là 2 luôn. Kết quả các bạn là còn số mấy? Còn số 2. Vậy đáp án cần chọn là C. Ổn chưa? Là C. 9C nhá, chuẩn luôn, Phương Anh đúng rồi. Ok. Câu 10 nào, câu 10 nào. Hôm nay cũng phải xin lỗi các bạn thêm một chút nữa là hôm nay thầy lên live muộn mất nửa tiếng, đúng không? Bởi vì đơn giản là lớp off của thầy ăn muộn quá. Đấy, bởi vì thầy dạy thêm kiến thức cho các bạn ý. Mấy cả cũng một phần là lớp trước cũng tan muộn. Đây, không lại các bạn bảo chém gió. Không phải lại bảo chi giá. Đây, chuẩn luôn đây này. Các bạn thấy không? Đây là lớp off của thầy lúc nãy. Các bạn zoom lên này, các bạn thấy đúng 21 giờ 30 phút thầy về. Chụp lại. Là lúc ấy thầy đợi, vẫn đang ở trong lớp. Đúng nhá, ngày 23 tháng 7 nhá. À, vẫn 23 tháng 7 nhá. Đây, thầy đây. Thấy không? Áo trắng tinh khôi này, đúng thầy chưa? Đấy, nên thầy bị live muộn một chút thì các bạn thông cảm. Thầy đã bố trí công việc cực kỳ là khít để có thể lên với các bạn rồi. Nhưng mà đấy, tình sự sự tình thì ưu tiên cho các bạn lúc off hơn chứ nhá. Cho hàm số y bằng fx xác định và liên tục trên R có bảng biến thiên như dưới đây. Hàm số fx cắt đường thẳng y bằng trừ 2020 tại bao nhiêu điểm? Trừ 2020 đúng không? Thì các bạn đơn giản là cắt ở đây thôi. Nằm ở phần âm này, y bằng trừ 2020. Đáp án gì em? Đáp án A nhá. Đáp án A. Rồi, đáp án A. Rồi. Câu 11 này. Câu 11. Z1 và Z2 là các nghiệm phức của phương trình này. Giá trị biểu thức Z1 bình cộng Z2 bình là bao nhiêu? Cái này đơn giản quá. 1, 5, 1 thôi. 1 này, trừ 2 này, và 5 này. Các sẽ có 1 cộng 2y và 1 trừ 2y đúng không? Rồi, 1 cộng 2y và 1 trừ 2y.
1 cộng 2y bình phương cộng với cả 1 trừ 2y tức là bình phương bằng trừ 6. Đúng không? Vậy đáp án cần chọn là C. Câu này không khó. Câu 12 nào? 12. 12. Mười hai nhá. Mười hai nào. Mười hai rất dễ thôi. Xác định tâm và bán kính. Tâm các bạn sẽ lấy hệ số thằng này chia âm hai thôi. 4x chia âm hai là còn trừ hai. Chuẩn chưa? Trừ hai. Trừ hai rồi này. Thằng này chia âm hai là còn một này. Thằng này chia âm hai là còn âm một này. Bằng nghĩa r bằng gì? R bằng căn bậc hai của a bình cộng b bình cộng c bình và trừ d bình trừ trừ ba là cộng ba. Kết quả là bao nhiêu? 4, 5, 6, 9 là 3. Vậy R bằng 3, đúng không em? Đáp án B nhá. Đáp án B. Đáp án B. Thầy toàn chụp gái xinh thôi á. Ờ đúng rồi. Ui dồi ôi, đầy gái xinh luôn. Lớp thầy đầy trai xinh gái đẹp. Tí nữa tao cho bọn mày ngắm thiên thần trong lớp ta. Cuối giờ cho ngắm thiên thần trong lớp. Tập xác định của hàm số y bằng x trừ 1. Thôi đến câu 30 ta cho ngắm thiên thần trong lớp ta nha. Thiên thần sáng nay. Tập xác định của hàm số y bằng x trừ 1 mũ 1/5 là gì? 1/5 ấy là một số không nguyên đúng không? Không nguyên thì điều kiện chỉ cần nó lớn hơn 0 thôi. Thì các bạn sẽ x lớn hơn 1. Được chưa? Đáp án A. Ổn nhá. Đáp án A nhá. Câu 14 nào. 9D á? 9D làm sao được? 9 làm sao D được? Các bạn buồn cười thật. Đây. Đúng không? Chính phân tích kỹ thế là gì? Đường cao là bằng mấy rồi? Đường cao bằng 2 rồi còn đâu. Đúng không? Đường kính đáy cũng bằng mấy? Bằng 2 rồi, cạnh đáy của tam giác rồi còn đâu nữa. Ừ. Âm 2 này. 2 này nhân 1/2 nữa đúng không? Diện tích tam giác mà. Thế diện là một tam giác cân mà. Làm sao mà 4 được? Nhầm rồi. Rồi. Tiếp tục nhá. Câu 14 này. Đây là hàm bậc 3 thì rõ ràng A đang lớn hơn 0 chưa? A lớn hơn 0 thì các bạn sẽ loại ngay đáp án B và đáp án D rồi. Hàm bậc 3 A lớn hơn 0 chỉ có mỗi đáp án A thôi, đúng không? Đáp án C loại rồi bởi vì hệ số A nó âm. Rồi, 15 này, tính mô đun của số vực Z chỗ này. Thì Z chỗ này bằng gì? Các bạn chuyển vế xong các bạn bấm máy dính giúp thầy nhá. Chỗ này mình sẽ có là chuyển vế là 1 trừ đi 12y. Chia cho hệ số đứng trước Z chỗ này là 2 trừ y thôi. Kết quả là thằng này tính mô đun thì các bạn ấn shift hit đúng không? Của cái số phức vừa rồi ấn an, kết quả là căn 29. Đáp án B thôi. Đó. Rồi. Câu tiếp theo. Câu 16, thằng này có bao nhiêu điểm bằng trị? Mình có thể nhìn ngay, đây là hàm trùng phương. Hàm trùng phương mà các bạn thấy cái hệ số A nhân B mà lớn hơn 0, chắc chắn đấy nó chỉ có một điểm bằng trị thôi. Đáp án cần chọn là A. Ổn chưa? Là A. Ơ thầy bảo rồi. Tại sao có rất nhiều bạn mà không có cái nút người chia sẻ trên đầu mà cứ thích hỏi ấy nhỉ? Thế không trả lời được đâu. Tôi chỉ trả lời những bạn nào có người chia sẻ trên đầu thôi. Cứ vào comment dạo. Thì coi như mấy bạn mà xem kiểu không chia sẻ về, không chịu học tập, lưu nó về để xem học tập ấy. Coi như là đi xem dạo hết. Nào, bây giờ các bạn nhìn. Tính tích các nghiệm của phương trình sau đây. Ok, thì bây giờ các bạn thấy ngay nhá, cái dạng này là gì đây? Cái dạng này ấy là dạng A mũ Fx bằng B mũ Gx đúng không? Thì dạng các bạn này, nếu như cơ số khác nhau, số mũ khác nhau thì các bạn dùng phương pháp là các bạn dùng loga hóa hai vế. Được chưa? Dùng loga hóa. Loga hóa như thế nào? Rất đơn giản thôi. Từ đây loga hóa là các bạn sẽ logic cơ số 2 hai vế cho thầy đi. Của thằng này là x bình trừ 1 thôi. Bằng logic cơ số 2 của 3 mũ 2x cộng 3. Được chưa? Các bạn vứt ra ngoài cái mũ này này, em được quyền vứt nó ra ngoài đúng không? Thì em sẽ có là x bình trừ 1 nhân log 2 của 2 là bằng 1 mất rồi. Đúng không? Thằng này cũng vứt ra ngoài, chuyển vế sang là trừ đi 2 cộng 3 đi. Nhân cả log 2 của 3 bằng 0, đúng không? Thì đến đây em bấm máy tính ngon lành rồi còn gì nữa, đúng không? Thằng phương trình bậc 2, em bấm ngon lành luôn. Em bật cái máy 80 đi. Nào, các bạn nhìn nhá. 1 này, 9 này, 2 này, 2 này đúng không? 1 này, chỗ này là trừ đi 2 nhân với cả log 2 của 3. Các bạn nhớ log 2 của 3 ấy, thì bấm như nào? Log 2 của 3, khi các bạn nhập vào phương trình ấy,
nó không có cái nút ở dưới đâu để nhập lớp 2 của 3 bình thường đâu. Mà khi các bạn muốn nhập được ấy, các bạn nhớ nguyên tắc ấn shift với cả nút mở ngoặc đơn thôi rồi. Shift và mở ngoặc đơn nó có dấu phẩy như thế này thì các bạn ghi lớp 2 của 3 như thế. Ok chưa? Trừ 2 nhân lớp 2 của 3 bằng hệ số tự do các bạn có chỗ này là âm 1. Chỗ này là trừ đi 3 nhân lớp 2 của 3. Trừ đi 3 nhân lớp 2 của 3. Shift phẩy 3 ấn bằng một cái. Bây giờ các bạn sẽ tính ra các nghiệm rồi đúng không? Các bạn store vào, lưu vào A, store B, lưu vào. Khi các bạn lưu các nghiệm xong, các bạn ấn tích thôi, ấn mốt vụt quay về, lấy A nhân với B là xong. Kết quả là trừ 5,75. Trừ 5,75, xem đáp án gì nhá. Đáp án A là trừ 3 nhân log 2 của 3. Trừ đi 3 nhân log 2 của 3. Bằng, không đúng rồi. Trừ đi log 2 của 54 bằng. Đấy, đáp án gì luôn? Đáp án B luôn nhá. Ổn áp chưa? Các bạn đã hiểu câu này chưa? Các bạn đã hiểu câu này chưa? Nếu như em hiểu câu này rồi ấy, em comment cho thầy một chữ là em hiểu rồi nhá. Để thầy next cho các bạn sang câu 18 nào. Các bạn đã hiểu câu này chưa? Minh Hoàng, em xem rồi thầy gọi tên em đi. Nó chia sẻ, nó hiện ngay cái tên ở em ngay từ đầu. Em lại đi lừa thầy à? Đem cái tội của mày là tội lừa thầy phản bạn. Cái thằng này là phải. Chó đúp, không cho lên đại học nữa. Hiểu câu này chưa? Hiểu rồi đúng không? Hiểu rồi đúng không? Rồi, câu 18 nào. Câu 18. Mặt phẳng đi qua ba điểm A, B và C có phương trình là gì? Thì các bạn thấy ngay đây là Z này, đây là X này, đây là Y này. Đây là phương trình mặt chứa đoạn chắn. Đúng không? X trên A cộng Y trên B cộng Z trên C bằng 1 đấy. Vậy thì X trên 1 đúng không? X trên 1 cộng Y trên 3 cộng Z trên 2 bằng 1. Ô, đáp án A luôn này. À, vậy đáp án A 1 là sai rồi. Đúng không? A luôn. Con này quá đơn giản. Nhá. Xong. Xong chưa? Rồi. 19 nào. 19. 19. Cho điểm A vào mặt phẳng P, viết phương trình của đường thẳng đi qua A vào vuông góc với P. Câu này cũng là một câu dễ này. Câu này câu cho điểm các bạn đây này. Mà các bạn không ăn được. Các bạn cứ nhìn thấy hình các bạn sợ thì chẳng hiểu sao thế. Tâm lý à? Tâm lý à? Thôi thì các bạn cứ thấy mấy con đứa con gái xinh xinh các bạn cứ sợ, sợ cái đấy thì nó cũng là người. Hai tay, hai chân, hai mắt, hai mồm. Nào, đi qua cho A. Tâm lý không được sợ. Thấy chưa? Đường thẳng qua A có điểm đi qua rồi. Và vuông góc với P thì suy ra nó nhận vector pháp tuyến của mặt phẳng P là vector chỉ phương đúng không? Vậy đường thẳng D các bạn sẽ có cho đi qua điểm A đi. Tọa độ 1, trừ 3 và 2. Và có vector chỉ phương ấy. Đấy, nó là U chúng ta đã bằng luôn NP. Song song rồi mà. NP các bạn là 2, trừ 1 và 3. 2, trừ 1 và 3. Ở đây mình sẽ có phương trình dưới dạng chính tắc đúng không? À, x trừ 1 trên 2 bằng y trừ đi trừ 3 là cộng 3 trên trừ 1 bằng z trừ 2 trên 3. Xong. Vậy đáp án cần chọn ở đây là đáp án gì? Đáp án gì là đáp án gì? Đáp án này đúng không? Không đúng rồi. Ờ, câu 19 ở đây này, nó hơi bẫy một chút nhá. Hơi bẫy một chút. Chỗ này nhiều bạn là có thể khoanh một phát đáp án B luôn là ăn bẫy ngay lập tức đây này. Các bạn nhớ nhá, nhiều bạn khoanh đáp án B lắm, không có đáp án luôn đúng không? Thì bây giờ mình sẽ thử cái điểm đi qua của nó. Bài này ăn cú lừa này, đứa chọn B là ăn cú lừa luôn đây này. Đấy. Mình thấy cái vector chỉ phương chắc chắn là trừ 2, 1 và 3 không đúng rồi. Là sai rồi, đúng không? Là sai rồi, D loại ngay rồi. 1, 1, 3 cũng như nào luôn em, là sai luôn rồi. Mà B, ở đây chúng ta thử cái điểm đi qua các bạn biết ngay, nó là trừ 1. Nó là 3 và trừ 2, rất nhiều bạn sai câu này. Chắc để phải đến hơn 7.000 bạn sai câu này. Câu 19 đây này, một câu cú lừa. Ở đây chúng ta sẽ có thay trừ 1 vào đây các bạn có nhé, trừ 1, trừ 1 trên 2. Thay 3 vào đây, 3 cộng 3 trên trừ 1. Các bạn thấy nó khác nhau luôn rồi. Trừ 1, trừ 1 là trừ 2, trừ 2 chia cho 2 là âm 1 thôi. Còn 3, 3 là 6, 6 chia cho âm 1 là trừ 6, đúng không? Vậy suy ra cái đáp án này như nào em? Sai luôn rồi, đúng không? Đáp án này sai luôn rồi. Đấy, còn cái đáp án này thì sao? Cái đáp án này thì sao? C chưa gạch đi đâu. C chưa gạch đi đâu, các bạn nhớ nhá. Có D gạch đi thôi, chưa gạch đi C. C các bạn kiểm tra này.
Nhưng mà nhiều bạn tưởng là C sai, nhưng các bạn nhìn chú ý nhé, đây là hệ số có 2 này, đây là hệ số có 2 này. Biến đổi thằng C này một chút cho thầy đã. Biến đổi thằng C một chút đã. Là gì? X 1 trên 1. Chú ý nhá, câu cú lừa đây này. Trừ 6. Các bạn thấy đây là hệ số 2 không? Các bạn phải chia cả hai vế cho âm 2 cho thầy. Chia hai vế âm 2 thì cho này còn y cộng với cả số 3. Chia hai vế cho âm 2 là trừ 1 phần 2. Đấy. Nó hay ở chỗ đấy. Bằng chỗ này chia hai vế cho 2, cả từ cả mẫu cho 2 thì các bạn sẽ có z trừ 2 chia cho 3 phần 2. Oh man, điểm đi qua giống rồi đây này. Oh man, giống rồi. Nhưng cái vector chỉ phương các bạn nhìn nó hơi lạ. Không lạ đâu em ơi. Vector chỉ phương này, các bạn nhìn nhá, 1 trừ 1 phần 2 và 3 phần 2. Thì thầy vứt 1 phần 2 ra ngoài, thì có phải đây sẽ là 2, đây là âm 1 và đây là 3 không? 2 trừ 1 và 3, 2 trừ 1 và 3 chuẩn. Khít khìn khịt luôn. Vậy đáp án đúng phải là đáp án C. Ô la la, một loạt các bạn bị cú lừa con này. Một loạt bị cú lừa con này. Hiểu chưa? Phải chia cho âm 2. Đấy, tỷ lệ vector chỉ phương. Các bạn ok chưa? Ok con này chưa? Ok chưa? Ok rồi thì comment ok. Lần sau đừng để bị lừa cú lừa nhá. Người ta rất thích lừa các bạn. Những cái đoạn mà liên quan đến cái hệ số vector chỉ phương. Nhưng bạn không để ý đâu. Quên mất ở trên này phải hệ số, phải x, y, z của chúng ta phải là hệ số bằng 1. Đó. Ok chưa? Ok thì comment ok cho thầy cái xem nào. Thì bảo rồi, câu 30 thầy mới show thiên thần lớp thầy ra cho bọn mày xem à. Tí nữa cho bọn mày xem thiên thần lớp thầy. Tuyệt vời lắm. Ok nhá. Ok nhá. Câu 20 này. Câu 20. 20. Khối lăng trụ ABC A phẩy B phẩy C phẩy có tích là V. Tìm được tích khối B A phẩy C phẩy D phẩy à, C phẩy. Bạn nào học thầy rồi các bạn sẽ thấy ngay là à cái khối này là khối 6 đỉnh mà đây là khối mấy đỉnh? Khối 5 đỉnh. Khi khối 5 đỉnh ấy, cái công thức của nó luôn luôn bằng 2 phần cái khối khối 6 đỉnh. Đó, 2 phần 3 cái khối lớn luôn. Vậy đáp án gì luôn? B luôn. Tại sao 2 phần 3 nhỉ? Đấy nhá, thầy phân tích cho các bạn tại sao là 2 phần 3. Đây thầy lấy 4 đỉnh. Đó, 4 đỉnh. Thì đơn giản ấy, 4 đỉnh như này thì đây là khối chóp không? Khối chóp bình thường nó bằng 1 phần 3 lần thể tích của khối lăng trụ đúng không? Đấy, nên thì khối còn lại sẽ bằng 2 phần 3 không? Thế còn lại là mấy đỉnh? 1, 2, 3, 4, 5. Chuẩn chưa? 2 phần 3 đáp án B luôn. 20, cứ không cần vẽ hình, cứ 5 đỉnh chắc chắn là 2 phần 3 luôn. Xong. Ok. Câu số 21. Các bạn xem, các bạn không xem về à? Các bạn không không chịu trả phí à? 15.000 bạn xem, chẳng chẳng bạn đã trả phí cái gì cả. Buồn ơi là buồn. Có buồn. 21 nha. Cho hàm số f(x) có đạo hàm f(x) bằng x cộng 1 mũ 4, x trừ 2 mũ 5 và x cộng 3 mũ 3. Số điểm cực trị của hàm số f(x) là gì? Thì số điểm cực trị là số nghiệm đơn thôi, thằng này là nghiệm kép thôi, vớt. Nghiệm mũ lẻ, nghiệm đơn, một thằng. Thằng này mũ lẻ, nghiệm đơn, hai thằng. Vậy có hai nhóc. F phải bằng 0 có hai nghiệm đơn thì các bạn sẽ có hai điểm cực trị đáp án D nhá. Rồi. 22 nào, đề hay lắm, đề tuyệt vời luôn các bạn mà làm hết đề, đề thầy nói thật là nó rất vừa sức với các bạn. Nó có sự phân hóa, nó có sự tha nhẹ của những câu đầu tiên của Bộ Giáo dục. Cấu trúc cực kỳ đỉnh luôn rồi. Nên các bạn mà không xem thì xem đi xem lại. Làm lại đề này thì thật sự lãng phí. Câu 22 nào. Giá trị nhỏ nhất của hàm số này là gì trên đoạn 17 cũng được nhá. 18 đúng không? Nhập vào x trừ 1 này trên 2 chữ x. Thực ra những con như này các bạn không lấy 18 nhưng mà nhiều bạn thích dùng thì thôi thầy dùng cho các bạn vậy. N trừ start trên 20 các bạn nhớ công thức nhá. Bây giờ mình xem nhỏ nhất bằng bao nhiêu? Trừ 2 này. Ok, trừ 2 nhỏ nhất rồi. Trừ 2 nhỏ nhất rồi, vậy đáp án cần chọn là D thôi. Xong. 22. Câu 23 tính tích phân này bằng bao nhiêu? Tại câu những câu như này nó vừa kiểm tra kiến thức các bạn, nó lại còn không chồng vào máy tính, nó không khó đúng không? Nhưng nó đủ kiểm tra kiến thức các bạn có biết hay không? Nguyên hàm trong này là 2a. Nguyên hàm của x là x bình trên 2. Nguyên hàm của b là bx rồi. Bây giờ các em thay cận cho thầy là từ 1 đến 2. 22 rút gọn, thay 2 vào đây cho thầy. 2 bình là 4 là 4a cộng cả 2b chưa? Trừ đi thay cận 1 vào đây cho thầy là 1 cộng cả b. Được chưa nhỉ?
Uầy, 16.000 người xem à? Gần đạt kỷ lục rồi. Kỷ lục của thầy là 21.000 người xem. Cùng thời điểm, cũng hot phết. Hot phết. Và chỗ này là bao nhiêu A? 4A này. Phòng B này, trừ 1. Ơ, sẽ có thằng 1 ở đây nhỉ? Sẽ có thằng 1 đây. À, A chứ, 1 nhân A chứ. 3 này. Đó, 3. Ờ, có B đúng rồi, 3 cộng B thôi. 3 cộng B là đáp án gì? D, đúng không? Không khó. Rồi. Câu 24 nào. 24. Thưa thầy, em bị mất gốc toán. Nhưng 15 ngày nữa mới thi tốt nghiệp rồi thì bây giờ học có quá sớm không ạ? Quá sớm em ạ. Nếu mà để 3 năm nữa em thi thì quá sớm luôn. Thế năm nay thi thì thôi rồi. Nha, thì thôi rồi em đi lấy vợ cho nhanh. Câu 24. Gọi M là điểm biểu diễn của số phức z trong một phần tọa độ. Vậy thì điểm M ấy có tọa độ là x và y chưa? Rồi, z của chúng ta là x và y đúng không? X cộng y. Thì điểm M các bạn sẽ có như này. Thế bây giờ ấy, điểm N là điểm đối xứng với M qua OY, N đối xứng với M qua OY. Khi đối xứng qua OY thì các bạn phải hiểu là x nó bị đối ngược lại là trừ x, y nó vẫn giữ nguyên thôi. Các bạn hiểu như này nhé. Đây một điểm như này, một điểm bên này đối xứng qua OY thì có phải là y vẫn giữ thế không? Nhưng x các bạn thấy ngay chỗ này là đối xứng nhau chưa? Rồi vậy suy ra ở đây cái thằng z chỗ này thì gọi là w đi, nó sẽ là bằng trừ x cộng với cả y. Thì ở đây mệnh đề nào dưới đây mệnh đúng, mệnh đề đúng. Đúng không? Thì W các bạn là bằng gì? Bỏ dấu trừ ra ngoài nhé. Thì nó là x này, trừ y này. À, x trừ y nó chính là thằng z tí, z ngang. Vậy là trừ z ngang các bạn ạ. Đáp án cần chọn là đáp án B. Hết bài, 24 nhá. 24. Yêu ai để không bị cắm sừng hả thầy? Yêu thầy cô và bạn bè em ạ. Yêu đất nước nữa. Rồi, 25. Có bao nhiêu giá trị x nguyên thỏa mãn cái bất phương trình sau đây? Nhất là ở đây các bạn đi đặt điều kiện. Điều kiện các bạn sẽ có hai điều kiện là 2 chữ x các bạn phải lớn bằng 0 và chữ x bình cộng 4x trừ 3 sẽ lớn bằng 0. Bất phương trình mà các bạn không giải điều kiện thì gần như vứt đi rồi. Các bạn không kết hợp đúng được đâu. Tương đương các bạn sẽ có nhá. X ấy, thứ nhất nhỏ bằng 2. Thứ hai thằng này này nó sẽ có hai nghiệm là 1 và 3. Trong trái ngoài cùng hệ số A là âm, trong trái là dương là cùng là âm. Mình đang cần lấy dấu lớn hơn hoặc bằng 0. Đúng không? Thì các bạn sẽ bỏ phần âm đi. Vậy thì các bạn sẽ có x lớn hơn bằng 1 và x nhỏ bằng 3. X là nhỏ bằng 2 nữa thì kết hợp lại thì x sẽ lớn bằng 1 và nhỏ bằng 2. Được chưa? Rồi vậy bất phương trình tương đương với điều gì? Nguyên đúng không? Có mỗi 1 với cả 2 thôi mà. Có mỗi 1 với 2 thôi. Thì các bạn bây giờ cầm cái nghiệm 1 và 2 các bạn cầm thay thử vào đây luôn này. Xem còn cái thằng nào thỏa mãn thì mình chọn đáp án đấy là xong. Có đúng không? Chọn thằng đấy là xong. Chứ cần gì phải đi giải nữa làm cái gì, đúng không? Đi giải. À chuyện chỗ này là không có bằng không nhé, bằng nhé. Xin lỗi các bạn, không bằng, quen tay, nhỏ hơn. Đấy, quen tay. Cho dấu bằng vào. Chết. Ừ. Quen tay đấy. Rồi 1 đến 2, ốt làm gì có thằng nguyên nào, làm gì có. D luôn đúng không? D luôn, không phải nghĩ ngợi. D luôn. Rồi D luôn. Ok. Đoạn này lag nhé, là quen tay nhé. Ok chưa? Rồi, thay bạn không thỏa mãn đâu mà, không có đáp án đâu. Đáp án D, không có giá trị thỏa mãn. Ok chưa? 26. Cho tích phân từ 1 đến 3 của fx cộng 3 lần gx nhân dx là bằng 10. Tích phân từ 1 đến 3 của 2 fx trừ đi gx nhân dx bằng 6. Tính tích phân từ 1 đến 3 của fx cộng gx nhân dx. Câu này thì tưởng là nhìn nó cồng kềnh nhưng nó rất là dễ. Các bạn coi như thằng này ấy, tích phân từ 1 đến 3 ấy, của fx nhân dx ấy. Đúng không? Cộng với cả 3 lần tích phân từ 1 đến 3 của gx nhân dx nó phải bằng 10 không? Đúng không? Còn thằng này thì sao? Tích phân từ 1 đến 3 của 2 lần fx thì vứt số 2 ra ngoài. Cộng với cả trừ đi. Cũng là âm 1 đúng không? Âm 1 nhân tích phân từ 1 đến 3 của gx nhân dx nó bằng số 10. À số 6. Vậy lúc này người ta hỏi tích phân từ 1 đến 3 của fx cộng gx là gì? Đến bấm máy thôi. Các bạn nhìn này, bấm máy. Nó là hệ phương trình hay là cái gì đâu? Các bạn coi như đây là u, đây là v đúng không? U và v. Vậy có là 1 này, 3 này, 10 này, được chưa? Ông này là 2 trừ 1 và 6. Kết quả các bạn sẽ là 4 và 2 đúng không? 4 và 2, 4 cộng 2 là bằng 6 rồi, đáp án B chưa? Đó.
B đúng không? 4, đằng kia còn lại bằng 6. À 2, 2 và 4. 4 và 2 đúng không? Bằng 2. Được chưa? Bằng 6. Đáp B nhá. Đây nhá. Hiểu câu này chưa? Câu này chưa? Hiểu câu này chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Giải hệ hiểu chưa? Các bạn không hiểu à? Hiểu chưa? Các bạn có coi như thằng này là U này, này là V này. Đấy, bằng máy tính giải hệ thôi đúng không? Thì hai thằng cộng với nhau là xong thôi mà. Ok chưa? 30 cơ mà. Hiểu rồi, qua thống nhá. 27 nào. 27, trong không gian OZ cho mặt phẳng P chứa hai điểm A và điểm B và vuông góc với mặt phẳng Q. Tính tổng A cộng B cộng C. Ok, thì bây giờ các bạn thấy này. Thứ nhất là nó vuông góc với cả mặt phẳng Q. Thì các bạn sẽ có điều gì? Là tích vô hướng ấy của mặt phẳng P nhân cả vectơ phát tuyến của mặt phẳng Q nó bằng số mấy? Số 0, đúng không? Tương đương các bạn nhìn này, A nhân 3. Đó, B nhân 1 cộng B cộng C nhân 1 cộng C phải bằng số 0. Thế tích vô hướng. Được chưa? Đồng thời ở đây nó đi qua cái điểm A và mặt phẳng P nó đi qua điểm B. Thì các bạn được quyền thế tọa độ điểm A và thế tọa độ điểm B vào trong mặt phẳng P. 3, 2, 1 thay vào đây là 3A. Y vào đây, 2B. 1 thay vào đây là cộng C. Trừ đi 9 bằng 0. Thế bằng 9 luôn. Thay vào đây tiếp. Trừ 3A. Y bằng 5B. Z là bằng 2C. Đúng không? Bằng 9 tiếp. Vậy các bạn bấm máy tính giải hệ phương trình 3 ẩn này thôi. 1, 3 đúng không? Bấm nhá. 3 này, 1, 1, 0, 3, 2, 1, 9, trừ 3, 5, 2 và 9. 2, 9 và trừ 15. 2, 9 và trừ 15 đúng không? Vậy cộng với nhau thôi. 2, 9 và trừ 15. Kết quả là bằng trừ 4. Đáp án cần chọn là C. Ổn chưa? Câu 19, hôm qua, cái đề hôm qua thầy cho các bạn là thầy đã cộng 0,2 cho toàn thể cả lớp mình rồi mà. Cộng chưa Thành? Cộng. Cộng rồi. Cộng cho toàn thể cả lớp mình rồi nhá. Thì bị lúc gõ đề là thiếu mất một dấu trừ, nhầm một dấu trừ nhá. Rồi, xong. Nào. Câu 28. 28. Cho hàm số len của e mũ x cộng m bình, giá trị nào của m thì y phải tại 1 bằng 1/2. Y phải tại 1 bằng 1/2 đúng không? Dễ quá, y phẩy chỗ này thôi. Len u đạo hàm là gì? U phẩy len u đạo hàm nhá. Là bằng gì? U phẩy trên trên u. U phẩy trên u là e mũ x cộng m bình đạo hàm là e mũ x trên u là e mũ x cộng m bình thôi. Đúng không? Y phẩy tại 1 bằng 1/2, suy ra y phẩy tại 1 các bạn bằng e mũ 1 chia cho e mũ 1 cộng m bình bằng 1/2. Quy đồng lên cho thầy là 2e bằng e cộng m bình. Tương đương m bình các bạn rút gọn còn e, tức là m bằng cộng trừ căn e. Xem đây. Xong, 28 đơn giản. Nói chung là trong mấy câu đầu tiên thì nó là câu câu gọi là mức độ nó nhân phẩm thôi. Nhân phẩm thôi. Hai câu nữa cố lên. À, câu 29. 29 đứa nào comment đúng đáp án. Yêu luôn này. 29 bạn nào comment đúng đáp án thì tôi nói thật là đã rất khá tiệm cận rồi. Có làm được 29 không? Nếu mà không làm được 29 thì các bạn để lại cho thầy comment một dấu chấm. Comment một dấu chấm. Ai vào sau nhớ share về xem lại nhé. Buổi live hôm nay quá hay rồi. Quá đầy đủ kiến thức. Nói chung là thầy phải đắn đo mãi mới soạn ra một cái đề nó chuẩn cấu trúc như vậy. Và nó phù hợp đủ phân hóa cho các bạn. Và mức đủ mức độ cho phù hợp cho kỳ thi năm nay. 29 là gì? 29 là gì? Ồ, có bạn thì comment là D, có bạn thì comment là 3. Có bạn thì comment là B. Duy Trần sai nghỉ thi. Ok, thế là thầy thấy một bạn phải nghỉ thi rồi. Chúc mừng nhá. Nào. Bây giờ các bạn nhìn này. Chấm hết rồi đây này, chấm hết rồi đây này. B cũng sai hết rồi. B nhỉ?
B cũng sai hết rồi. Úi dồi ôi, câu này phải là đáp án C. Tại sao C? Các em listen cho thầy này. Thứ nhất là ở đây chúng ta đi tìm tiệm cận đứng. Tiệm cận đứng là nghiệm ở mẫu bằng 0, là các bạn cho fx trừ 2020 bằng 0, đúng không? Thì 2020 nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trên phần dương vô cực này này. Ồ, nó đến đây thôi, tức là cắt tại 3 điểm. 3 điểm, 3 nghiệm. Vậy suy ra nó có 3 nghiệm là 3 tiệm cận đứng. Ổn chưa? Tiệm cận ngang thì các bạn nhớ cái tính chất tiệm cận ngang là gì không? Là khi lim x tiến tới cộng trừ vô cực. Lại dương vô cực trước đã của hàm fx. Đây là hàm g(x) đi, là cái hàm này thì gọi là hàm g(x). Và lim x tiến tới âm vô cực của hàm g(x) xem nó ra kết quả bằng bao nhiêu. Đấy, thì nó là tiệm cận ngang. Thì bây giờ các bạn nhìn nhá. Thằng này x tiến tới dương vô cực thì nó bằng là khi bằng lim của fx tiến tới dương vô cực. Lim fx tiến tới dương vô cực của fx trừ 2020. Mà lim x tiến tới dương vô cực của fx các bạn thấy ngay nó bằng số mấy đây? Số bằng số âm 1 à? 1 chia cho âm 1 trừ 2020 nó bằng là trừ 1 trên 2021. Vậy đây là một tiệm cận ngang. Được chưa nhỉ? Đây là một tiệm cận ngang. Tương tự như thế, các bạn sẽ tính lim x tiến tới âm vô cực của hàm gx. X tiến tới âm vô cực của hàm gx ấy. Đúng không? Nó sẽ bằng là lim của fx khi tiến tới âm vô cực. Âm vô cực của hàm fx trừ 2020. Mà thằng này x tiến tới âm vô cực nó bằng số mấy? Nó bằng dương vô cực các em ạ. Thì chỗ này nó bằng là 1 trên dương vô cực trừ 20 nó vẫn là dương vô cực. Mà lim của 1 trên vô cực nó bằng 0 rồi còn đâu. Vậy đây cũng là tiệm cận ngang. Vậy các bạn sẽ có hai tiệm cận ngang và tận 3 tiệm cận đứng. Vậy chúng ta sẽ có 5 lần tiệm cận. Đáp án C. Một loạt các bạn hy sinh ở câu hỏi này. Một loạt luôn. Trời ơi. Ui. Ui. Các bạn biết cái gì đi không? Các bạn đố các bạn biết đây là cái gì? Ngoan quá. Không phải từ chối được. Các bạn biết cái gì đi không? Cái này ở ở đây gọi là xiên bẩn nhưng mà ăn ăn rất là ngon các bạn ạ. Ngon cực. Ê, cái này là có giá là 5.000 đồng một xiên, 5 hay 6.000 đồng thì không nhớ. 8.000. 8.000 à? Ui, đắt thế. 8.000. 8.000 tức là 2.000 một viên. Ừ, hôm hai chảy con ngùm các bạn ạ. Đỉnh luôn. Cái này là lạp sườn. Ngon lắm. Nào, đây có cốm nữa các bạn ạ. Cốm à. Đó. Có xúc xích như này. Ồ, đỉnh cao luôn. Các bạn hiểu câu này chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Thầy bảo có 30 mới sâu thiên thần lớp thầy ra mà. Sao gì bọn mày đã đòi rồi? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu rồi đúng không? Đánh nhá. Đấy, bây giờ xong 30. 30 mới nói nhỉ. 30 nào. 30 đáp án gì? 30 đáp án gì? Đứa làm đúng câu 30 ta cho info của bạn ý. 30 đáp án gì? Nào. Bây giờ như này nhá. Cái hàm số các bạn ấy nó có hai thằng. Người ta hỏi tích phân trừ 3 đến 3. Mà em biết nó giới hạn bởi cái gì đây? Nó bị bao gồm bởi một đường thẳng và một phần parabol. Đường thẳng này, parabol này, đúng không? Vậy các bạn phải ra được phương trình của đường thẳng và phương trình của parabol. Thì bây giờ như này nhá. Phương trình đường thẳng, ô sao nóng ấy, tắt điều hòa. Nóng lắm. Thứ nhất là phương trình đường thẳng này nhá. Để các bạn tìm được phương trình đường thẳng, các bạn cho đi qua hai điểm. Thứ nhất là nó đi qua điểm này và đi qua điểm này. Thì bây giờ đường thẳng D ấy, bình thường ghi là y bằng ax cộng b không em? Thì nó đi qua hai điểm rồi. Em nó đi qua điểm A, tọa độ là x bằng trừ 2, y bằng 0. Điểm số 2 là x bằng trừ 1, y bằng 1. Đó. Vậy tương đương các bạn sẽ có x bằng trừ 2 thay vào đây, y bằng 0, bằng trừ 2a cộng b. Đúng không? X bằng trừ 1, y bằng 1 thay vào đây. X bằng trừ 1 là trừ a cộng b. Đến đây các bạn bấm máy tính thật nhanh cho thầy. Hệ phương trình. Trừ 2, 1 và 0. Trừ 1, 1 và 1. 1 này và 2. Y các bạn sẽ bằng 1. A là 1 đấy, là x, B là 2 đúng không? Cộng 2. Xong đường thẳng D rồi nhá. Xong đường thẳng D rồi, bây giờ các bạn sẽ ra parabol P. Parabol P bình thường ghi là y bằng ax bình cộng bx và cộng với c có đúng không? Thì các bạn cho đi qua 3 điểm của thầy thôi, đi qua 3 điểm. Thì bây giờ nó đi qua những điểm gì?
Nó đi qua điểm sau đây. Nhất nó đi qua điểm x bằng trừ 1, y bằng 1 này. Thứ hai nó đi qua điểm x bằng 0, y bằng 0 này. Thứ ba nó đi qua một điểm nữa, điểm cũng đối xứng sang. Đó, nó là x bằng 1, y bằng 1. Đấy, người ta không nói nhưng các bạn phải tự hiểu. Thấy bằng trừ 1 vào đây, y phải bằng 1 đúng không? Là chúng ta sẽ có y bằng 1 này. X bằng trừ 1 vào đây là vẫn là A thôi. Nhưng là trừ B cộng với C. X bằng 0, y bằng 0 thay vào đây là C bằng 0. X bằng 1, y bằng 1 thì chỗ này các bạn sẽ có A cộng với B nhân 1 cộng C thôi. Vậy các bạn ra ABC thôi, đúng không? Rồi, ra ABC. Coi như C các bạn bằng 0 rồi. 1 này, trừ 1, 1, 1, 1, 1. Kết quả là 1 và 0. Vậy y các bạn chỗ này chỉ còn là bằng y bằng x bình thôi. Ok chưa? Y bằng x bình. Rồi nhá, y bằng x bình. Thì bây giờ cái diện tích, à cái tích phân ý, từ trừ 3 đến 3 của hàm fx ý, nhân dx ý, nó sẽ bằng tích phân từ trừ 3 đến số trừ 1 đây này của hàm fx, đúng không? Bởi vì nó là phần đường thẳng, cộng với cả tích phân từ trừ 1 cho đến số 3 của hàm fx nhân dx. Mà tích phân từ trừ 3 đến trừ 1 thì cái hàm fx của các bạn ý, nó là đường thẳng, thì các bạn phải thấy phương trình của thằng này là x cộng 2 nhân dx cộng với tích phân chỗ này là trừ 1 đến 3 của hàm fx. Trừ 1 đến 3 nó đang ở phần parabol, tức là x bình phương nhân dx. Vậy nên các bạn bấm máy tính cho thầy thôi nha. Bấm máy tính cho thầy thôi. À, mình bấm máy tính nhanh đoạn này. Đây là bao nhiêu? Tích phân của x cộng 2, tích phân từ trừ 3 đến trừ 1 cộng với cả tích phân của x bình phương trừ 1 đến 3. Rồi, bằng 28/3 các bạn ạ. Đáp án D. Rồi, xong. 28/3 đáp án D. Các bạn đã hiểu câu này chưa? Để cho cái người thầy nhỏ lại thì người thầy to quá. Rồi, các bạn đã hiểu câu này chưa? Hiểu câu này chưa? D nhá. Hiểu chưa? Rồi. Bây giờ mình được 6 điểm rồi. Rồi, trong lúc nghỉ giải lao trong vòng 1 phút, nghỉ giải lao 1 phút thôi nhá. Thầy sẽ cho các bạn xem thiên thần của lớp thầy. Thiên thần lớp thầy. Đấy. Thì ở đây sai tao up rồi nhưng tao xóa luôn lên đi rồi. Thế là xin phép bạn đi trước. Rồi, nếu mà em xem được ảnh này thì không ra bài này em đâu, yên tâm. Thầy cho các bạn ngắm em rồi. Xinh không? Thiên thần của lớp ấy. Cả sáng nay đấy. Đấy. Và hình như bạn ấy chưa có nhiều đâu. Thế nhá. Một lớp nhiều thiên thần lắm. Thêm một thiên thần nữa cho các bạn này. Đấy. Thấy không? Còn trai xinh, à trai đẹp trai thì trong page thầy up bao nhiêu rồi còn đâu? Bao nhiêu bạn đẹp trai rồi còn gì? Nào. Đấy, nói chung là đứa nào mà được 10 điểm ấy, để sau ấy, ta cho bọn mày info của bạn nữ xinh xắn nhất lớp tao. À không, nhiều bạn xinh lắm. Không gọi là nhất được, nhiều bạn xinh nhất lắm. Rồi. Tiếp tục nha. Bây giờ câu 31 nào. 31. Rồi rồi. Nhớ chia sẻ với đi. Tính diện tích hình phẳng giới hạn. À, cái câu này này, câu này là câu con rắn chết người này, câu chết người này. Các bạn phải nhớ nhá. Câu này là câu nó phân biệt nhà giàu với cả nhà nghèo. Câu phân biệt nhà giàu nhà nghèo. Bây giờ thầy sẽ chữa các bạn theo cách nhà giàu trước đã. Cái nhà giàu ấy, cái diện tích ấy, giới hạn ấy là bằng tích phân từ trừ 10 đến 10 đúng không? Của trị đối, hàm này là x bình trừ 2x nhân dx đúng không? Đó, bây giờ thấy nhà giàu trước đã. Là trị đối của x bình trừ 2x. Tay cận từ trừ 10 đến 10. Ok. Bây giờ thầy sẽ bấm nhà nghèo. À cũng chẳng nghèo lắm, cái máy này cũng xịn rồi. Nhưng mà hình như là vẫn sai. Trừ 10 đến 10. Ok. Bằng một lúc nhá. Này ra trước này. Thằng này nhanh ẩu này. Ra 2000 trên cho 3. Thằng này mãi chưa ra. Nhưng thằng này ra 2008 trên 3. Thì đáp án đúng ấy là 2008 trên 3. Hay chưa? Hay chưa? Chết chưa? Bẫy chưa? Team nhà giàu. Đứa nào ở đây dùng 580 giơ tay. Comment em một cái thầy xem nào. Comment em một cái xem thầy xem nào. Bạn nào ở trong đây là dùng máy 580. Comment em một cái.
Nào. Thôi rồi. Thì bây giờ nhá, bây giờ thầy dạy các bạn cách khắc phục này. Bây giờ kể cả các bạn nhà nghèo nên các bạn vẫn có thể đúng được nhá. Dạy này. Đó là các bạn tách 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 ra các bạn bấm. Thì các bạn bấm máy tính có hai nghiệm là 0 12. Đúng không? 0 12 các bạn tách các đoạn này, bây giờ, trừ 10 đến 10 này. Bây giờ các bạn tách ra như này thì đúng rồi. Các bạn bấm trừ 10 đến 0. Cộng với tích phân từ chỉ đố nhá, xong rồi cộng tích phân từ 0 đến 2. Được chưa? Chỉ đố cộng ra tích phân từ 2 đến 10. Bấm ba tích phân này cộng với nhau, kết quả chắc chắn ra đúng, kể cả 5 7 10 nó cũng ra đúng. Đây, tin tin thầy đi. Là không lừa các bạn đâu. Nhìn nhá, đầu tiên này, trừ 10 đến 0 đúng không? Của thằng x bình trừ 2x, được chưa? Đây là trừ 10 đến 0. Đấy, cộng tiếp tích phân từ 0 đến 2 của trị đối x bình trừ 2x. Đấy, thay cận từ 0 đến 2. Cộng tiếp cái tích phân của trị đối x bình trừ 2x thay cận từ 2 đến đến 10 bằng một cái. Đấy, nhà nghèo nhá, vẫn có thể ra đúng được. Thấy chưa? 208 trên 3. Đấy, nhà nghèo ra đúng nhưng mà nhà nghèo phải vất vả hơn. Nhà giàu thì nó một bước là lên mây, nhà nghèo thì nó phải ba bước nó mới lên mây được. Nhớ nhá, cách để các bạn đặt trị những cái bài như này, bấm như thế cho nó cẩn thận. Nhớ chưa? Nhà em nghèo dùng 580 á, 580 là nhà giàu rồi. Thế cái máy 580 thầy đi mượn đây này, này. Cái máy của thầy đây, 570 này. Rồi bây giờ tiếp tục này. Cô 32, đây cô 32 đây, hay dã man. Hay dã man mà tại sao các bạn lại không làm được? Dã man chứ. Dã man. Ở một số nước có nền công nghiệp phát triển, sau khi thu hoạch lúa xong, rơm được cuộn thành những hình trụ và được xếp trở về nhà. Mỗi đống rơm thường xếp thành 5 chồng, cho các cuộn rơm tiếp xúc với nhau theo kiểu hình vẽ. Đây, nó hình vẽ như này. Các cuộn này nó cuộn vào nhau, các bạn thấy không? Cuộn rơm này. Hôm qua là đề online là chúng ta còn nhìn đề nó màu mè, nhìn nó đẹp đúng không? Hôm nay in trắng đen thì thôi. Các bạn chắc tưởng tượng ra cái cục cục rơm trong phim các bạn gặp nhiều rồi. Đúng không? Thì bây giờ nó thành 5 cục như này. Giả sử bán kính của mỗi cục ấy là bằng 1 mét. Người ta hỏi chiều cao SH của đống rơm này bằng bao nhiêu? Câu này đáp án gì các bạn ơi? Câu này bạn nào comment đáp án sớm đầu tiên thì kết bạn luôn này. Comment đáp án đúng nhá, mà lại nhanh nhất nhá. Kết bạn luôn. Nào, comment thấy đáp án câu 32. Chiều cao của mỗi cuộn bán kính là bằng 1, chiều cao của bóng bao nhiêu? Chiều cao bao nhiêu? SH bao nhiêu? Thế thấy Hoàng Lâm đã comment đáp án A, chính xác rồi, thì kết bạn của Hoàng Lâm. Nhưng mà tại sao Hoàng Lâm chưa chia sẻ về? Rồi không kết bạn nữa. Hãy chia sẻ về kết bạn nhé. Nào xem bạn nào comment đầu tiên nhưng mà đã chia sẻ về rồi. Đây, Nguyễn Thanh Bình. Em cần gì phải chia sẻ, học sinh của thầy rồi mà. Kết bạn rồi còn đâu? Ờ, tốt. À nhá. À nhá. Thì các bạn nhìn này, thứ nhất ở đây các bạn lấy tâm ở đây. Các bạn lấy tâm ở đây. Lấy tâm ở đây, ba đầu này, các bạn nối vào. Ồ, đây chính là một tam giác đều các bạn ạ. Đây là một tam giác đều. Mà ở đây, cạnh của tam giác đều này thì gọi là tam giác A bờ cờ. Thì AB ở đây bằng bao nhiêu? AB là mấy cuộn rơm? 1, 2, 3, đúng không? Đây là ba đường kính là bằng 2 rồi. 2 x 3 là 6 rồi, cộng với cả hai cái bán kính này nữa. Hai bán kính là cộng 12 thôi, là 8 đúng không? Vậy AB bằng 8. AB bằng 8. Vậy suy ra cái chiều cao A thì gọi là AK chỗ này bằng bao nhiêu? K ở đây nhá. AK các bạn là đường cao của tam giác đều, công thức là cạnh nhân căn 3 trên 2. Vậy các bạn sẽ có là 4 căn 3. Ổn chưa? Vậy thì suy ra cái đường cao này đơn giản là lấy cái thằng AK, suy ra SH ấy nó bằng là AK. Cộng thêm cái đoạn này nữa này, đoạn nửa bán kính. Bán kính qua nữa. Vậy hai lần cái thằng bán kính chỗ này là mấy rồi? Cộng 2 nữa thôi. Vậy các bạn là 4 căn 3 cộng 12. Đúng không? 4 căn 3 cộng 2 đáp án gì? À. Xong phim nha, đáp án A. Magic chưa? Lê Thị Mai đi ngủ đi các bạn ơi, tao block mày luôn. Trong livestream tao không được phép nói từ đi ngủ. Block Lê Thị Mai cho thầy cái. Rồi, xong. Tiếp tục. Học lại đi ngủ. Trời ơi. Nào, câu tiếp theo. Câu số 33.
Câu A3. Cho hàm số fx có bản thành biến thiên như sau: phương trình f của 3f của 2x trừ 1 bằng m trừ 2 có 3 nghĩa phân biệt thuộc trên đoạn từ 0 đến 1 thì giá trị m thuộc trong khoảng nào dưới đây? Thì các bạn đặt thôi. Hàm hợp thì dặn rồi, cứ cái thằng này trong không phải là x này, đặt nó bằng t bởi vì đây là hàm fx. Đặt cho thầy 2x trừ 1 bằng t chưa? Hàm hợp thôi. Suy ra 3 nhân f của t bằng m trừ 2 đúng không? Tương đương ở đây ấy, ft các bạn ấy sẽ bằng là m trừ 2. Như nào em? Chia 3. Vậy bây giờ chúng ta đang cần ấy là cắt 3 nghiệm thuộc trên đoạn từ 0 đến 1. Đoạn từ 0 đến 1 nằm ở đâu? Thì các bạn phải hiểu ấy, khi x ấy nó thuộc trên đoạn từ 0 đến 1 thì t các bạn thuộc trên đoạn từ đâu đến đâu? 0 này, thay vào đây, 2 nhân 0 là 0, 0 trừ 1 là âm 1 rồi. 1 thay vào đây, 2 nhân 1 là 2, 2 trừ 1 là 1. Ok chưa? Vậy t các bạn chỉ lấy trên đoạn từ trừ 1 đến 1 thôi, là đoạn này này. Trừ 1 đến 1 thôi, còn đoạn ở sau chúng ta không lấy. Nhá, vậy bây giờ chỗ nào mà chúng ta thấy ngay nó có 3 nghiệm? Tại sao? Khi một nghiệm x nó ra được một nghiệm t, nên đâm ra có 3 nghiệm t sẽ ra được 3 nghiệm x. Vậy mình nhìn ở trên bảng này thôi. Vậy ở đây có 3 nghiệm ở chỗ nào? Đây này, có chỗ này thôi. 1, 2, 3 điểm. Tức là m các bạn nó bằng số 1. Vậy suy ra để có 3 nghiệm thì cái thằng m trừ 2 trên 3 ấy, nó phải bằng số 1. Tức là tương đương m các bạn ấy, nó bằng số mấy? 3 là 5, đúng không? 5, 5 thì nằm trong khoảng từ 1 đến 6 rồi. Vậy đáp án B nhá. Ngon lành chưa? Hàm ẩn ngon lành chưa? Hiểu chưa? Các bạn có hiểu không nhỉ? Hiểu rồi thì các bạn comment là hiểu rồi cho thầy nhá. Ăn đi. Thanh ra để ăn này. Thanh ra. Ôi, tôi giấy. Hiểu rồi đúng không? 13. Cho hình chóp SABC, D có đáy ABCD là hình vuông tâm O. Cạnh A, đáy là cạnh A. SO vuông góc với cả mặt đáy. Hóa được SC và AB là bao nhiêu? Hình thầy để cuối nhé. Hình để hết cuối nhé. Hình để cuối nhé các bạn sợ hình. Các bạn nào muốn đam mê hình ấy thì thầy sẽ chữa ở cuối. Được chưa? 35 nào. 35. Cho hàm số y và fx biết tại các điểm ABC có đồ thị tiếp tuyến được thể hiện hình vẽ bên dưới. Vậy để nào dưới đây mới để đúng? Câu này hay này, câu này chỉ mất có 1 giây để các bạn nhìn ra thôi. Nhưng mà hôm qua có đến tận 6.000 bạn sai. Không biết tại sao luôn. Đáp án gì đây? Câu 35 đáp án gì? Đáp án gì? Nga phòng công nghệ hơn 6.000 bạn sai câu này. Đáp án gì đây? 35. 35 đáp án gì? Ba mươi lăm đây này, nghe nhá. Thứ nhất này, các bạn thấy tiếp tuyến, tức là f phẩy tại điểm hai, hai điểm cực trị chưa? Thì f phẩy tại điểm hai nó phải là một số bằng không, đúng không? Bởi vì cực trị nó nằm ngang nhỉ, là có bằng không rồi. F phẩy tại hai, đó cực trị, nó điểm cực trị nên f phẩy tại hai, tại a ấy, nó phải như nào em? Nó phải bằng không. Tiếp theo f phẩy tại cái điểm c, thì các bạn thấy ngay nó đang ở hàm số đồng biến đâu? Đồng biến đi lên. Thì f phẩy phải là số dương, đúng không em? Còn thằng b này, nó là nằm ở thằng nào đây? Nó chính là cái thằng đang đi xuống, tức là f phẩy tại điểm xb chỗ này nó phải như nào? Nó phải âm. Vậy thì suy ra ở đây chúng ta phải chọn đáp án gì? Đáp án d, đúng không em? Đáp án d, nha. Đáp án d. Được chưa? Đây nhá, nhớ đoạn này nhá. Đồng biến thì f phẩy phải dương, nghi biến f phẩy phải âm chưa? Để thấy nhiều bạn không làm được, thế mới buồn. Không hiểu luôn, tại sao câu này các bạn có thể sai được? Câu này sai quá đáng tiếc ấy. Quá đáng tiếc, đấy lại C thì phải này, buồn không? Không được nhá, nhớ chưa? Nhớ chưa? Gặp câu này đi thi phải làm được nhá. Chỉ dựa vào cái thằng y phẩy thôi mà. Nhớ rồi thì comment là nhớ rồi cho thầy nhá. Rồi mình sang câu 36. Rồi. Nhớ rồi đúng không? Bây giờ
Câu 36 này. Số vức Z thỏa mãn modulo của Z trừ 2 bằng modulo của Z, và modulo của Z cộng 1 nhân modulo của Z ngang trừ đi y là số thực. Thì bây giờ ấy, thằng Z là thằng nào? Thì thực ra là các bạn có thể giải hệ để ra, nhưng mà thực ra không cần. Cho trắc nghiệm người ta cho 4 đáp án nên tại sao mình không thử luôn, đúng không? Cách để thử cả hai đáp án một lúc này thì dạy các bạn luôn nhé. Thứ nhất này, hai thằng này bằng nhau thì suy ra hai thằng này trừ đi nhau phải bằng 0, có đúng không? Đây mình thử này, thầy dạy các bạn cách thử này. 1 2 trước đã nhá. Nhập thằng này vào này. Nhìn kỹ này, nhìn kỹ này. Ship hip Z đúng không? Thì ghi là x trừ 2, thằng kia là trừ đi thì chuyển sang là modulo của x gì. Bây giờ ấn 2 chấm không thầy? 2 chấm nhá. Ấn 2 chấm như nào? Các bạn ấn alpha và nút tích phân để các bạn có thể can đồng thời một lúc hai phát. Nhập thằng này vào là x cộng 1 nhân với cả modulo của Z ngang là các bạn ấn ship 2. Ấn ship 2 nó có chữ con gì g này là số vức liên hợp của Z là x gì. Chú đi y nhỏ thôi, xong. Bây giờ các bạn ấn can. Can đồng thời một lúc hai phát, x chỗ này là 2 y bằng -1. 2 chữ nhập 2 -1. Ok, không đúng rồi. Bây giờ nhảy nhá, 2 chú đi y nhỏ thay x vào. Kết quả hai thằng trừ nhau phải bằng 0 cơ. Vậy đáp án A sai. Đúng không? Sai. Thử tiếp đáp án B là 1 trừ 2y bằng 0. Ok, B có vẻ đúng rồi. Đúng không? Xong là bằng 4 này. Ok, hai thằng nhân nhau đúng bằng 4 là số thực chưa? Đó, không có gì bằng 4 số thực. Vậy đáp án cần chọn là B luôn, không phải nghĩ ngợi nhá. Các bạn nhớ cái nút 2 chấm không? Con gì g đó là các bạn có thể can đồng thời một lúc hai hàm. Nhớ chưa? Chưa nhớ thì tí nữa nhớ xem về xem lại nhá. Nhớ nhá. Nếu mà thấy hay, thấy không? Thì các bạn thả thêm một cái tim thôi mà. Thả một cái tim xem nào. 580 à? Đây 580 bấm nhá. Nhìn này. 580 bấm y hệt thôi. 12 nhá. Ship hip này. X trừ 2 này. Trừ đi thằng này đúng không? Phải bằng 0. Ấn 2 chấm nhá. Alpha và nút tích phân. Là nút 2 chấm. Được chưa? Nhập thằng này vào là x cộng 1. Nhân với cả module của thằng này. Ấn option cho thầy. Có phần số vức liên hợp bên này là 2 con gì g đấy của x trừ y nhỏ. Ok, ấn can. Can thằng này vào thầy thôi, 1 trừ 2y. Đẹp long lanh, thằng đầu tiên bằng 0, thằng số 2 bằng 4, số thực rồi, đáp án B. 580 đấy. Hay chưa? Nhớ chưa? Đấy thầy quá nhiệt tình luôn. Nói thật là thực sự quá nhiệt tình với các bạn luôn. Dạy off xong cực kỳ mệt rồi, thầy dạy từ 8 giờ sáng đến tận là 9 giờ 30 tối. 21 giờ ấy. 30 ấy, rồi lên livestream tiếp cho các bạn luôn. Đấy, thế mà thầy vẫn chỉ các bạn tất cả các loại máy tính. Yêu không? Thầy có yêu thầy không? Nhiệt tình thầy có yêu không? Rồi. Ba bảy nào. Như hôm nay thầy giảng hơi bị bánh cuốn. Đến tận 11 giờ đêm rồi vẫn còn 12.000 bạn. Được đấy. Bạn quá chăm học luôn, xứng đáng đỗ đại học hết rồi. Rồi. Trong không gian OIZ cho hình thoi ABCD, đúng không? A và B như này. Tâm Y là của hình thoi thuộc đường thẳng này. Tọa độ đỉnh D của nó là gì? Đây là mấy câu hình OIZ thì này. Các bạn thấy này nó như tính đại số bình thường ấy, nó không khó đâu. A này, B này, C này, D này. Thì ở đây các bạn có tâm Y đây, đúng không? Tâm Y đây. Thì đường hình thoi ấy, các bạn nhớ tính chất là hai đường chéo một góc với nhau. Thì có phải là cái thằng IA nhân với thằng IB ấy, nó phải bằng số mấy đây? Bằng 0 đúng không? Thì khi điểm Y nó nằm ở trên đường thẳng D, các bạn nhớ tham số hóa theo T, tức là X bằng trừ 1 trừ T. Y của mình là trừ T. Z của mình là 2 cộng T. Được chưa? Đấy, các bạn tham số hóa theo T thôi. Thì bây giờ các bạn có vector IA nhá. IA là gì đây? X của thằng IA. Vector IA này thì nhát ra ngoài nhá để các bạn nhìn cho nó tiện. IA lấy A trừ Y trừ 1 trừ thằng này thôi là còn T. Nhầm được không? 2 trừ thằng này thôi là 2 cộng T. 1 trừ thằng này thôi là trừ 1 trừ T. IB nhá. Còn bao nhiêu? IB lấy B trừ đi Y thôi. B trừ Y. B2 trừ thằng này là 3 cộng T. 3 mà trừ thằng này là 3 cộng T. Và 2 trừ thằng này thôi là trừ T thôi.
đúng không? Nhân với nhau nhá, tích vô hướng các bạn nhớ là gì không? Là x nhân x à, 3 nhân t cộng t bình, đúng không? Cộng y nhân y, hai ngoài nhân với nhau là 2 cộng t nhân với cả 3 cộng t cộng z nhân z là cộng cả trừ 1 trừ t nhân cả trừ t, ok, bằng 0. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải ra được cái thằng t thôi, các bạn nhân tung nó ra ra t, chúng ta nhầm nhá, t bình này, đây là t bình này, vậy chỗ này là bằng 3 t bình, bao nhiêu t? 3 t, 3 t là 6 t, 2 t nữa là 8 t, 8 t mà cộng t nữa là 9 t, rồi chỗ này là 6, hết cộng 6 bằng 0. Các bạn đừng nghiệm là gì đây, t các bạn bằng âm 1 hoặc t các bạn sẽ bằng số là trừ 2, được không? T bằng âm 1 hoặc trừ 2, t bằng âm 1 ý, thì suy ra điểm y các bạn chỗ này là gì, các bạn thay vào đây này là ra được điểm y thôi, là bằng 0, là bằng 1, là bằng mấy nữa, là bằng 1, đúng không? Điểm y chỗ này bằng bao nhiêu, trừ 2 thay vào đây là 1 này, 2 này và 0 này, đúng không? 1, 2 và 0, 1, 2 và 0. Thì bây giờ khi các bạn có điểm Y rồi thì làm như thế nào để ra được điểm D? Thì các bạn có điểm Y này, các bạn đã có điểm B này, thì các bạn dùng trung điểm không? Là ra điểm D chưa? Đúng không? Dùng trung điểm là ra điểm D chưa? Cả lớp có hiểu đoạn này không? Đúng không? Đấy, thì các bạn ra điểm D thôi, có hai trường hợp đúng không? Vậy suy ra điểm D này, khi Y là trường hợp này thì nó là trung điểm, thì nó lấy bằng 2 lần tọa độ điểm B trừ tọa độ điểm Y thôi, để là tọa điểm điểm D nhá, bằng 2 lần B trừ đi Y. Thì bây giờ 2B của chúng ta ấy là 4 trừ đi 0 là 4, 6 mà trừ đi 1 là còn 5, 4 mà trừ đi 1 là bằng 3, 4, 5, 3. Sao nó 0, 1, 1 đúng không? C này, A, B, C, D, B rồi. Xem lại nào, 2 lần B là 4 này, đúng không? Rồi, 4 không có, điểm D chỗ này mà 1 thay vào đây, 2 lần thằng B là 4, nhầm chứ, 2 lần Y chứ, lộn là B cộng D các bạn chia đôi đúng không? Chia 2 bằng Y không? Đó, B cộng D chia 2 bằng Y, suy ra ở đây cái điểm D bằng 2 lần Y trừ đi B chứ, để lấy thằng kia trừ đi, lại cái nhá. D này bằng bao nhiêu? Mình nhầm ra này, 011 này, ông này B là bằng 232 này, đúng không? Vậy thì các bạn lấy 2 lần thằng này trừ thằng này đi thôi, được chưa nhỉ? Vậy các bạn sẽ có là trừ 2, đúng không? Trừ 1 và 0. Thằng ở dưới, đúng không? Thằng ở dưới 120, 1, đấy, 120. Thì trừ 2, trừ 1 với 2 các bạn có đáp án không? À có đáp án luôn này, đáp án C này. Xong luôn nhá. Thì bài này nó chỉ có cái vấn đề ở chỗ nào thôi. Vấn đề chỗ nào, các bạn chỉ nhớ cái vấn đề của nó nhé, đó là các bạn sẽ phải đi tìm tọa độ điểm Y, sau đấy các bạn lại đối xứng răng là xong. Thì để tìm Y các bạn phải thấy ngay là chúng ta đưa nó về một ẩn, một ẩn thì rõ ràng là điểm Y đã nằm trên một đường thẳng, các bạn đưa về một ẩn rồi đúng không, đưa một ẩn đây, một ẩn rồi thì cần một phương trình, một phương trình này nó chính là lấy IA nhân IB bằng 0, xong nhá, xong phim, ok chưa, không cần giải dưới nữa, ok nhá. Nói chung là cơ hình này các bạn sợ. Rồi. Xong. Bây giờ thầy mới đọc comment của các bạn này này. Thường là thầy giải xong thầy mới đọc comment. Rồi. Ok nhá. Thầy cứ giải là em thấy bài này cũng dễ à. 39 nhìn thì dài nhưng lại dễ, dễ cực kỳ, tin thầy đi nào, tin thầy đi, nhìn nhá. Ông A có số tiền là 100 củ gửi tiết kiệm theo thể thức lãi kép, có hai loại kỳ hạn là loại kỳ hạn 12 tháng với lãi suất là 12% một năm, với loại là 1 tháng lãi suất là 1% một tháng. Ông ấy muốn gửi 10 năm, đúng không? 10 năm là 120 tháng đấy. Kết luận nào sau đây đúng? Thì bây giờ để so sánh các kỳ hạn này này, xem thằng nào gửi được nhiều tiền hơn. Để mình cũng đi so sánh, về sau mình có nhiều tiền mình phải cân nhắc là mình nên gửi loại nào. Tưởng nó bằng nhau, nó có bằng nhau đích đâu.
Thì thứ nhất nhá, ông ấy mà kỳ hạn một tháng ấy, gửi kỳ hạn một tháng thì các bạn phải hiểu ấy, cái S tổng ấy là bằng A nhân 1 cộng R mũ N đúng không? Thì A của mình là 100 củ, đúng không? 100 củ nhân 1 cái củ nhá, thì thầy không ghi triệu, đơn vị triệu nhá, 100 thôi. 1 cộng R, một tháng thì lãi suất có 1% thôi à. Nhưng N là 120 tháng, đúng không? Mà ở đây cái kỳ hạn 1 năm ấy, thì S của mình cũng là công thức như thế, đúng không? Là A2 nhân 1 cộng R2 mũ N, N2 đi 1. Thì A của mình vẫn gửi 100 triệu nhân 1 cộng R. R lúc này là bao nhiêu phần trăm? 12% một phát, đúng không? Nhưng mà mũ 12 thôi, không phải là mũ 12 năm, đúng không? 12 năm. Thế bây giờ các bạn sẽ lấy 2 4 này trừ nhau, thằng to hơn thì thằng ấy thắng. Thế thôi, đúng không? À gửi 10 năm chứ, 10 năm là 10 thôi, mũ 10 thôi, không phải 12 năm. Được chưa? Ơ 38 đâu nhỉ? À đây, ừ quên mất, còn 38. Ờ thế thì thầy đợi thầy tí nhá. Thế thì thầy thầy giải xong 39 thì quay lại 38 nhá. Nhá. Rồi. Bây giờ như này, đây là 10 năm này, đây là 120 tháng này đúng không? Vậy các bạn lấy 24 này trừ nhau là xong thôi. 100 nhân cả 1 cộng 1%. 1% mũ 120 này. Các bạn trừ đi cho thầy 100 nhân với cả 1 cộng 12%. Mũ 10 đúng không? Bằng. Đấy, vậy gửi 1 tháng này này, lãi hơn dương, nó số dương này này, được 19 củ mà. Vậy đáp án cần chọn là B. Đó, 1 tháng nhiều hơn 1 năm là 19 củ, đúng không? 19 củ. Xong. Ok chưa? Nhìn nó dài nhưng mà nó rất là dễ. Các bạn đã hiểu không nhỉ? Có hiểu không? Cái kỳ hạn lãi kép thì công thức này thì ai cũng biết rồi, đúng không? Ai cũng biết rồi. Hiểu chưa? Rồi. Rồi, tiếp tục nhá. Các bạn nhìn này, có 38. Cho hàm số y bằng x mũ 4 trên 4 trừ đi m mũ x nhân x mũ 3 trên 3 cộng x bình trên 2 cộng trừ mx cộng 2 cộng 19. M tham số có S là tập hợp các giá trị nguyên của M để hàm số đồng biến trên khoảng từ 0 đến 6, à 6 đến dưới mũ cực. Tìm số phân tử của S, biết rằng trị tuyệt đối của M nhỏ bằng 220. Câu này ý, thì các bạn thấy cái hàm nó to quá thì các bạn sợ thôi, chứ mà thực ra chẳng sợ cái gì cả. Đồng biến thì đơn giản các bạn cứ phệt luôn là y phải lớn hơn bằng 0, đúng không? Y phải lớn bằng 0, các bạn đạo hàm một cái là x mũ 3 này trừ đi m nhân x bình phương này cộng với cả 2x này, đúng không? Cộng 2x này trừ m này, nó như nào em? Lớn hơn bằng 0, được chưa? Các bạn cô lập m cho thầy, đi tìm m mà, mình đi cô lập m là xong. Vậy ở đây chúng ta sẽ có x mũ 3 cộng 2x gì, đúng không? Thầy nhóm trừ 1 nhân tử chung ra ngoài còn 1 cộng x bình thôi, lớn bằng 0. Vậy tương đương ở đây x mũ 3 cộng 2x sẽ lớn hơn bằng m nhân với cả 1 chia cho x bình. Nhưng thầy chia luôn hai về, cô lập chưa? Ngon lành nhá, ngon lành nhá. Chỗ này các bạn có thể rút gọn đi được không? Ờ, không rút gọn được x bình cộng 2x này. Rồi, không rút gọn được. Thì bây giờ chúng ta xử lý đến cái yếu tố là gì? Là m đang nhỏ bằng thằng này, y trên khoảng từ 0 đến 6, tức là m nhỏ mọi giá trị của hàm này, đúng không? Mọi giá trị của thằng này trên khoảng từ 6 đến dương mơ cực. Thì suy ra kể cả mọi giá trị hàm này thì cả min của hàm số này cũng lớn hơn m không em? Min của hàm này, cái mẹ gì tao cũng to hơn mày, kể cả cái bé nhất của tao cũng to hơn mày, thấy không? Rồi, thì bây giờ các bạn thì tính min max của nó ra thôi. 17 cái x mũ 3 cộng 2x chia cho 1 cộng x bình phương đi từ 6 đến dương mơ cực, các bạn cho đến 20 đi, step là 1 xem nào. Nào, 6,1 này, đúng không? Min bằng mấy đây? Sáu à? 6,1 à? Nó lẻ nhỉ? Nó lẻ nhỉ? Đúng không? Lẻ quá. 2x trừ m. Ơ, lẻ quá, lẻ quá. À 2x đi đâu? Còn x thôi mà. Chứ còn x thôi. Chứ còn x thôi. Lộn. Ồ, lộn. Còn x thôi, đạo hàm cho còn x thôi.
Còn X có thể rút gọn được này, thế đẹp đẹp long lanh luôn, còn X thôi rút gọn được. Thế ra số 6 rồi, X thôi đấy, ra số 6 nghe đẹp quá. Các bạn thấy đồng ý không? Vậy mắc các bạn bằng mấy? Bằng 6 luôn rồi, đẹp cực kỳ rồi. Vậy từ đây suy ra ấy, M sẽ nhỏ hơn bằng 6, được chưa? Khi M nhỏ bằng 6 rồi ấy, mà ở đây chúng ta lại có trị đối của M nhỏ hơn 2020, đúng không? M ấy, mà ở đây M nó đi từ trừ 2020 cho đến 2020. Vậy kết hợp điều kiện vào đây, hai thằng này với nhau thì M sẽ đi từ trừ 2020 đến số mấy thôi? Đến số 6 thôi. Ok chưa nhỉ? Đến số 6. Vậy thì các bạn đếm nhá. Từ số 0 đến 2020 là có 2021 cộng thêm cả 6 giá trị nữa là 2027 giá trị, đúng không? Vậy đáp án cần chọn là đáp án B cho nhỉ? B nhá. Phòng phim. Cô là mờ thôi. Đổi kính à? Nói chung là nhầm nhìn nhầm tí, 2x chia 2 quên chia 2. Nhưng mà vẫn đúng mà. Nếu mà kể cả ra 6 thì kết quả nó vẫn đúng. Chắc là đúng. Thôi lúc đi sai thì mình đi lại. Nhầm nhỏ là chuyện bình thường. Đúng không? Nào. Nhưng mà nhầm còn chưa chọn đáp án. Vẫn còn cơ hội sửa đổi mà. Đổi kính á. Đổi kính á, xem có kính nào hay hay không á. Ôi, kính này xấu thế. Nó kính này xấu á. Còn cái kính này rồi, kính này thì cũng được, kính này thì cũng ngầu. Nào, kính này nhá. Câu 40 này, có bao nhiêu giá trị nguyên dương của M để bớt phân trình này chứa không quá 9 số nguyên. Nào, câu 40. 40. 40. 40 nhận dạng độ C á. Các bạn có muốn thầy dạy các bạn câu này, chinh phục câu này có cực kỳ easy không? Cực kỳ easy luôn, câu này không hề khó, các bạn nhìn nó tưởng nó khó thôi. 38 này chữa rồi mà. 38 chữa rồi. 38 chữa rồi mà. Bây giờ như này nhá. Các bạn nhìn thấy có hai trường hợp xảy ra, hai thằng nhân nhau nhỏ hơn không? Chưa một. Là gì? Là 3x bình à 3x cộng 2 trừ đi căn 3 ấy, nó phải nhỏ hơn không? Và thằng kia ấy, là thằng còn lại ấy, nó phải lớn hơn không, đúng không? Một thằng âm, một thằng dương thôi. Trường hợp số 2 các bạn có ấy, là gì? Là 3 mũ x cộng 2 ấy, nó trừ đi căn 3 nó phải lớn hơn không? Và thằng 3 mũ x trừ đi 2m ấy, nó lại nhỏ hơn không? Một thằng âm, một thằng dương, đúng không? Thế ở tương đương. Chỗ này ấy, các bạn sẽ có là 3 mũ x cộng 2 nhỏ hơn căn 3 là 3 mũ 1 phần 2. Chỗ này là 3 mũ x nhỏ hơn à lớn hơn 2m. Ở dưới tương tự các bạn đổi lại dấu thôi. 3 mũ x cộng 2 lớn hơn 3 mũ 1 phần 2 và 3 mũ x nhỏ hơn 2m. Tương đương tiếp. X cộng 2 các bạn nhỏ hơn 1 phần 2. X lớn hơn log 3 của 2m. Đúng không? Chỗ này tương đương tiếp. X cộng 2 lớn hơn 1 phần 2 và x nhỏ hơn log 3 của 2m. Được chưa? Thì bây giờ chỗ này ấy, số giá trị nguyên dương của M, đúng không? Nguyên dương của M thì chỗ này các bạn nhìn này, x sẽ nhỏ hơn 1 phần 2 trừ đi 2 là trừ 3 phần 2 không? Trừ 3 phần 2 mà x đã nhỏ hơn số âm rồi, mà x lại còn lớn hơn log 3 của 2M nữa, nên suy ra ở đây cái thằng M không thể là số nguyên dương được, đúng không? M không thể là số nguyên dương được. Đấy. Nên suy ra cái trường hợp này phải như nào? Loại ngay. Loại ngay, nó không là số nguyên dương được. Đúng không? Nó là nguyên dương cơ mà. Nguyên dương. Đấy, nên đâm ra nó phải lớn hơn 1, không thể là số âm như này được nhá. Vậy nó rơi vào trường hợp số 2. Nó rơi vào trường hợp số 2. Được chưa? Khi nó rơi vào trường hợp số 2 thì bây giờ mình xử lý rất đơn giản thôi các em ạ. Đó là thứ nhất là x nó lớn hơn -3/2 và x nó nhỏ hơn log 3 của 2m. Được chưa? Mà ở đây x nhận tối đa 9 nghiệm nguyên, 9 số nguyên lại còn nguyên dương. Đúng không? Nên ở đây chúng ta phải nhớ từ 0
cho đến trừ 3 phần 2 là có 0 với cả trừ 1 rồi. Đúng không? 0 với trừ 1 rồi. Nên x ở đây là 0 với 1 rồi. Đây, trừ 1 này, 0 này. Sau đó, 0 chỉ số nguyên, tức là đây là có 2 rồi đúng không? Vậy từ 1 đến mấy nữa? 1 đến 7 nữa các bạn ạ. Đấy, là chín số, không quá mà. Thì lúc này, thằng này ấy, cái thằng lúc 3 của 2M ấy, nó phải là một số nhỏ hơn 8. Nó bằng 7 rồi mà, nó nhỏ hơn 8. Vậy suy ra, từ hai điều này suy ra, log 3 của 2M nhỏ hơn 8. Vậy tương đương 2M nhỏ hơn 3 mũ 8. Các bạn chia ra cả hai về cho 2 là xong. Bấm máy tính. 3 mũ 8 mà các bạn chia cho 2 thôi. Kết quả các bạn là bằng bao nhiêu? 3280,5. Vậy đáp án cần chọn là gì? Ô, sao lẻ thế? Nguyên dương, à nguyên dương. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của M? Thì ở đây là từ số 1 cho đến 3280 là 3280 số, đáp án C đúng không em? Đáp án C. Nguyên dương thôi, hết bài. Có khó đâu, các bạn thấy dễ không? Dễ mà, 8 điểm dễ không mà. 8 điểm rất là dễ. Rồi, các bạn hiểu câu này chưa? Chúng ta phải loại nhá, chúng ta phải loại này. Bởi vì chỗ này nó không thỏa mãn điều kiện M là nguyên dương. Hiểu chưa? Nên trường 1 phải loại. Hiểu chưa? Dễ mà. Dễ vô cùng luôn ý. Có gì đâu mà khó, các bạn cứ kêu khó trong khi các bạn chẳng chịu động não gì cả. Được chưa?